168. Giới, truyền giới cụ túc cho người trốn nợ, người bệnh. Giải thích tổng quát: các phần duyên khởi vân vân của giới này cũng giống giới trước, nhưng chỉ khác là do thiếu nợ bị chủ nợ gặp bắt lại và bệnh không lành luôn cần có người chăm sóc. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết người thiếu nợ và người nạn bệnh mà cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Giải nghĩa: thiếu nợ dù chỉ thiếu một tiền hay một phần 16 tiền, nghĩa là mượn tiền bạc tài sản của người mà chưa trả vốn lẫn lời lại bỏ nhà đi tu, chủ nợ thấy không có nhà cửa sự nghiệp nên bắt phải đền trả, nên gọi là nạn thiếu nợ. Nạn bệnh dù chỉ bị bệnh thường xuyên như đau đầu, nghĩa là bị bệnh phong lao, cổ cách, phù thủng, khô gầy, huỳnh nhiệt và các chứng bệnh linh tinh khác, tự mình không lo liệu được cần phải có người săn sóc. Người như vậy sẽ luống uổng của chùa tiêu hao tín thí. Nếu trà trộn vào chúng thanh tịnh mong được no cơm ấm áo, bản thân không được lợi ích, trái lại đã mắc nợ tín thí còn thêm bị đọa, nên gọi là nạn bệnh. Phong lao cổ cách, theo đông y thì đó là bốn bệnh nan y. Huỳnh nhiệt là bệnh hoàng đản, tức bệnh viêm gan. Khai duyên, chỉ khác là sau khi thọ giới cụ túc mới thiếu nợ hoặc bị bệnh. Luật ngũ phần nói, hoặc đã nói với chủ nợ xuất gia rồi, sau đó sẽ trả nợ thì không phạm